Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, Bentley Bentayga chính thức được ra mắt tại triển lãm Frankfurt Motor Show 2015 và bắt đầu bán ra thị trường từ đầu năm 2016. Với thiết kế tổng thể của Bentley Bentayga được phát triển dựa trên phiên bản concept EXP9F cùng nhiều chi tiết được chia sẻ từ những người anh em như Continental, GT hay Flying Spur. Cụ lưới tản nhiệt phía trước có thiết kế đặc trưng của hãng xe Bentley. Chính giữa có một gân dập nổi chạy ngược lên trên hết nắp capo. Đèn pha dạng LED được làm kiểu hình tròn, cắt vát đặc trưng. Đèn LED ban ngày hình tròn có thiết kế ấn tượng. Trang bị sức mạnh cho Bentley Bentayga là khối động cơ xăng twin turbo 6.0 lít V12 sản sinh công suất 608 mã lực. Mô men xoắn cực đại 900 nm đi kèm với hộp số tự động 8 cấp tiêu chuẩn, cho phép xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 4,1 giây với tốc độ tối đa là 301 km/h. Có thể nói Bentayga 6.0 2016 là chiếc SUV nhanh nhất thế giới. Trên màn hình mà quý vị và các bạn đang xem là một chiếc xe Bentley Bentayga V12 6.0, sản xuất năm 2016, là một trong những chiếc Bentayga đầu tiên về Việt Nam. Xe sở hữu ngoại thất màu trắng, nội thất màu da bò đi kèm hàng loạt những trang bị sang trọng và đẳng cấp. Chiếc xe đã lăn bánh được 50.000 km. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới. Được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ. Quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Chiếc xe này chúng tôi vẫn bán trả góp. Quý vị và các bạn chỉ cần phải trả trước 30% giá trị xe, số còn lại là 70% quý vị và các bạn trả đều trong 5 năm với lãi suất ưu đãi, thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn.